Não bộ là cơ quan quan trọng bậc nhất trong cơ thể con người, chính vì vậy việc duy trì và bảo vệ sức khỏe của não bộ đóng vai trò rất quan trọng. Những phản xạ, những thói quen tốt sẽ góp phần tạo nên sự tinh anh, minh mẫn, nhạy bén cho bộ não, và ngược lại những thói quen xấu sẽ gây cản trở sự phát triển của não, suy giảm sức mạnh tinh thần, thậm chí tổn thương não rất nguy hiểm. Vì vậy các bạn cần lưu ý 6 thói quen hại có hại cho não cần tránh dưới đây nhé. Thói quen hại có hại cho não cần tránh 1. Bỏ bữa sáng thường xuyên Nhiều người vì rất nhiều lý do như ngủ dễ trễ, đi làm sớm, buổi sáng bận rộn rất nhiều việc nên đã hình thành thói quen bỏ bữa ăn sáng trong khi đây lại là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày để cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của cơ thể. Khi bạn bỏ bữa sáng, mức độ đường trong máu thấp hơn dẫn đến không cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cho não bộ, gây thoái hóa não đó là chưa kể đến suy giảm sức khỏe hệ miễn dịch sức đề kháng khiến cơ thể mệt mỏi suy nhược làm việc kém hiệu quả chính vì vậy bạn cần từ bỏ thói quen này hãy thức dậy sớm vận động nhẹ nhàng uống một ly nước lọc lớn để giải độc và cung cấp nước cho cơ thể và thưởng thức một bữa ăn sáng thật thịnh soạn đầy đủ dưỡng chất nhé nếu có thể hãy hình thành thói quen ăn sáng vào một giờ cố định để tạo nên nhịp sinh học ổn định giúp cơ thể hoạt động hiệu quả nền nếp hơn nhé 2. Hút thuốc lá Hút thuốc lá được xem là một trong sáu thói quen hại có hại cho não cần tránh. Chắc hẳn không ai là không biết tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người. Nó dường như gây ảnh hưởng xấu đến hầu hết các cơ quan trong cơ thể kể cả bộ não. Nó cản trở quá trình vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng đến não. Không những thế, chính thuốc lá sẽ gây ra co rút não và có thể dẫn đến bệnh Alzheimer. Đồng thời làm suy giảm sức mạnh tinh thần, sự minh mẫn, sáng suốt của não bộ nữa đấy. 3. Ăn nhiều đường và các thực phẩm chứa nhiều đường. Các loại đường như đường tinh luyện, đường mía, đường phổi, đường phèn. Hay các loại bánh ngọt nếu bạn tiêu thụ quá nhiều sẽ làm gián đoạn sự hấp thu protein và các chất dinh dưỡng, cản trở sự phát triển não do thiếu dưỡng chất. Chính vì thế bạn nên hạn chế đồ ăn ngọt và có sự cân bằng các chất dinh dưỡng đưa vào cơ thể để có một bộ não khỏe mạnh hoạt động hiệu quả nhé. 4. Ngủ không đủ giấc mỗi ngày Giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng cho sức khỏe của não bộ. Lúc ngủ, não sẽ được nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng. Thường xuyên mất ngủ sẽ khiến các tế bào não bị tổn thương rất nghiêm trọng, đồng thời nó là tác nhân khiến não bộ hoạt động uể oải, thiếu minh mẫn, thiếu sáng suốt và kém nhạy bén. Bạn có thể tự so sánh và tự cảm nhận sự khác biệt mà mỗi buổi sáng khi bạn thức dậy sau một đêm ngủ đủ, ngon, sâu giấc, và một đêm thức khuya với giấc ngủ chập chờn, bạn sẽ cảm nhận rất rõ rệt tầm quan trọng của giấc ngủ đối với sức khỏe não bộ và cơ thể chúng ta như thế nào. Chính vì vậy để đảm bảo sức khỏe của não bộ, bạn cần từ bỏ thói quen thức quá khuya, không ngủ đủ giấc mỗi ngày, đặc biệt phải đảm bảo các yếu tố để tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon và sâu đúng nghĩa. 5. Ít suy nghĩ, ít nói chuyện, ít dùng khẩu trang Tích cực suy nghĩ, nói chuyện nhiều là những biện pháp vận động rất tốt cho sức khỏe não bộ khiến não bộ hoạt động hiệu quả tinh anh nhạy bén phản xạ tốt hơn nhưng nếu bạn lười suy nghĩ ít nói sẽ khiến não ít hoạt động gây có rút não lâu dần sẽ làm cho não bị tổn thương hoạt động kém hiệu quả rõ rệt ít suy nghĩ trong một thời gian dài còn là tác nhân khiến não bị teo rất nguy hiểm không những thế những người ít nói lười suy nghĩ còn rất dễ mắc phải chứng trầm cảm và chứng bệnh này cũng làm các tế bào não bộ chết dần chết mòn đấy nhé. Não bộ là cơ quan tiêu thụ một lượng khi oxy rất lớn. Nếu bạn ít dùng khẩu trang khi ra ngoài, đặc biệt là những nơi nhiều khói bụi, ô nhiễm sẽ khiến suy giảm chất lượng khí oxy đến não, làm cho não bộ suy giảm năng suất, khả năng làm việc. Chính vì vậy, hãy từ bỏ thói quen, tưởng chừng đơn giản mà nguy hiểm này nhé. 6. Suy nghĩ làm việc quá sức Não bộ hay bất cứ cơ quan nào trong cơ thể đều có giới hạn làm việc ở những năng suất nhất định khi bạn suy nghĩ nhiều, làm việc quá sức, đặc biệt là lúc cơ thể đang mệt mỏi, ốm yếu, vì bị bệnh thì lại càng không nên bởi nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng làm việc của bộ não, làm não bị suy nhược, tổn thương nếu thói quen này kéo dài. Trên đây là 6 thói quen hại có hại cho não cần tránh để bảo vệ duy trì và tạo điều kiện cho não bộ phát triển hoạt động có hiệu quả có năng suất bởi đây chính là điều kiện quan trọng để bạn làm việc có hiệu quả đạt nhiều thành công trong cuộc sống những thói quen này tuy đơn giản tưởng chừng vô hại nhưng thực ra lại rất nguy hiểm đấy nhé chúc các bạn luôn biết cách hình thành những thói quen tốt và loại trừ những thói quen xấu có hại thật hiệu quả nhé